Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Á Châu Visa. Thì trong suốt thời gian vừa qua thì công ty Á Châu nhận được rất là nhiều hồ sơ của các bạn gửi về để nhờ Á Châu hỗ trợ xin visa Hàn Quốc. Vì đây là giai đoạn mùa thu lá đỏ, giai đoạn rất là đẹp ở Hàn Quốc. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều các bạn gửi hồ sơ về nhờ công ty Á Châu hỗ trợ xin visa Mỹ. Vậy lý do tại sao các bạn lại xin visa Mỹ vào thời gian này? Thì hôm nay thì tranh thủ một ít giờ nghỉ trưa thì Tho sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề xoay quanh visa Mỹ. Chẳng hạn như là độ tuổi nào xin visa Mỹ là hợp lý và khoảng thời gian nào xin visa Mỹ là dễ đậu nhất. Đầu tiên thì mình xin chia sẻ về cái khoảng thời gian nào xin visa Mỹ là hợp lý. Thì theo như mình tìm hiểu là từ năm 2013 cho tới năm 2015 thì cái lượng hồ sơ xin visa Mỹ từ tháng 9 cho tới tháng 11 hàng năm là tương đối là dễ đậu hơn so với những tháng khác. Vì đây là tháng thấp điểm của người du lịch Mỹ. Thì công ty Á Châu cũng nhận được rất là nhiều hồ sơ theo nhóm gia đình từ 4 cho tới 5 người xin visa trong cái giai đoạn này, vì họ muốn đi du lịch dịp Tết Nguyên Đán. Đây chính là bí quyết mà Á Châu lại đúc kết được sau khi xử lý nhiều trường hợp xin visa Mỹ vào giai đoạn này. Tuy nhiên đây là giai đoạn khá là thoáng đối với visa Mỹ, nhưng mà các bạn tuyệt đối không được lơ là trong khâu chuẩn bị hồ sơ và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Tiếp theo thì mình xin chia sẻ về vấn đề là xin visa Mỹ ở độ tuổi nào là dễ đậu hơn. Thông thường thì những cái đương đơn lớn tuổi, chẳng hạn như là từ 50 tuổi trở lên thì tỷ lệ đậu visa Mỹ nó sẽ cao hơn so với những đương đơn khác. Tuy nhiên thì họ vẫn phải chuẩn bị những cái hồ sơ theo quy định của lãnh sự. Ở độ tuổi trẻ thì thường rất là khó xin visa Mỹ. Tuy nhiên thì sau một thời gian xử lý hồ sơ của các bạn thì Tho cảm thấy là các bạn trẻ trong giai đoạn từ 23 cho tới 30 tuổi chưa có kết hôn và chưa có sở hữu nhà và cũng không có sổ tiết kiệm quá nhiều thì vẫn đậu visa Mỹ. Không thể phủ nhận là các bạn có một chút may mắn trong lúc phỏng vấn, nhưng ngoài cái sự may mắn ra thì các bạn cần phải đáp ứng được những cái yếu tố khác. Đầu tiên thì mình xin lướt qua yếu tố là lịch sử du lịch. Thì đối với các bạn trẻ đã từng đi những nước như là Sung Mã, Indo hay là Hàn, Nhật gì đó thì đây là một điểm cộng khi bạn xin visa Mỹ, vì viên chức lãnh sự thấy bạn là một người yêu du lịch và bạn chỉ muốn đi du lịch chứ bạn không muốn ở lại Mỹ để làm việc. Và yếu tố thứ hai là yếu tố công việc. Nếu bạn có một cái mức thu nhập trên cái hợp đồng lao động là không phải là con số mức lương quá khủng mà chỉ là mức lương bình thường thôi, nhưng bạn gắn bó với công ty ở một khoảng thời gian rất là dài thì điều đó cho lãnh sự thấy là bạn là một người gắn bó với công việc và bạn yêu cái công việc đó, bạn không có lý do gì là ở lại Mỹ là làm một công việc khác. Và yếu tố tiếp theo cũng không kém phần quan trọng, đó là yếu tố gia đình. Nếu bạn chứng minh cho lãnh sự thấy là ở tại Việt Nam bạn còn có ba mẹ, anh chị em hoặc là con cái ở đây thì lãnh sự sẽ nghĩ là bạn vẫn còn gia đình ở Việt Nam và bạn phải quay về Việt Nam, vì tại Việt Nam bạn còn có gia đình, bạn không thể nào ở Mỹ. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố trả lời phỏng vấn rất là quan trọng. Bạn phải thật sự tự tin, bình tĩnh, trả lời dứt khoát, và quan trọng nhất là bạn phải trả lời đúng so với tình trạng hiện tại của bạn. Nếu bạn trả lời sai một chi tiết so với form DS-160 thì lãnh sự sẽ đánh giá là hồ sơ bạn thiếu trung thực. Đây là một điểm trừ khá lớn trong bộ hồ sơ của bạn. Thường thì nhiều khách hàng chia sẻ với Tho là khi đi phỏng vấn visa Mỹ thì cái việc đậu rớt là dựa vào cảm tính của viên chức lãnh sự. Nhưng điều này cũng không đúng cho lắm, vì trước khi bạn đến phỏng vấn thì bạn có cung cấp hồ sơ, bạn có cung cấp thông tin cho lãnh sự, thì lúc đó là lãnh sự cũng đã quyết định được một phần. Cái việc mà bạn đến phỏng vấn chỉ là để cho lãnh sự thấy là bạn có sự trung thực trong lúc trả lời. Vì vậy thì bạn cũng đừng lo lắng quá trong cái lúc phỏng vấn. Với nhiều năm xử lý hồ sơ visa Mỹ thì Á Châu chưa hề thấy cái thông tin nào mà quy định giới hạn độ tuổi xin visa Mỹ cả. Phải chăng đó chỉ là nhận định cá nhân và những cái thông tin truyền tay nhau, thì bạn cũng đừng nên lo lắng quá về độ tuổi. Quan trọng là bạn cần tập trung vào những cái thông tin bạn cung cấp cho lãnh sự và cách trả lời trước viên chức lãnh sự.
Thì ngoài ra thì Thoa cũng xin chia sẻ thêm với các bạn về những cái trường hợp và những cái kinh nghiệm mà Thoa đã từng gặp khi mà khách hàng đến công ty Á Châu xin tư vấn visa Mỹ. Thì khách hàng có bảo là anh hoặc là chị chưa có vợ chồng thì rất là khó xin visa. Điều này là hoàn toàn sai lầm, vì thực tế cho thấy là một số trường hợp chưa có gia đình vẫn xin visa Mỹ. Và trường hợp thứ hai là có một số khách hàng có báo với Thoa là chị có người thân ở Mỹ, chị nên giấu và không khai vào hồ sơ. Thì điều này là hoàn toàn sai lầm, vì khi lãnh sự cầm trên tay hồ sơ của các bạn thì lãnh sự đã tra được là bạn đã có người thân ở Mỹ. Thì nếu mà bạn có người thân ở Mỹ thì bạn cứ việc khai báo là qua thăm người thân. Và một trường hợp nữa là khách hàng thường hay báo với mình là anh chị phải có thư mời của người thân ở Mỹ hoặc là thư mời của một đơn vị nào ở Mỹ mời thì anh chị mới có thể xin visa Mỹ. Thì điều này hoàn toàn là không đúng. Vì nếu mà một số bạn trẻ vẫn thường hay đi du lịch Mỹ tự túc, thì họ miễn sao họ chứng minh được là họ yêu du lịch và họ muốn khám phá nước Mỹ thì họ vẫn không cần xin thư mời. Và thêm một kinh nghiệm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là khi đi trả lời phỏng vấn thì các bạn nên trả lời trực tiếp và thẳng vào câu hỏi, không trả lời hoang mang, dài dòng. Ví dụ như lãnh sự hỏi bạn câu hỏi là có hoặc không thì bạn cứ trả lời là có hoặc không, không cần phải trả lời lan man và dài dòng sang những vấn đề khác. Ví dụ như là lãnh sự hỏi là bạn có nhà hay chưa, thì nếu mà bạn chưa có thì bạn cứ trả lời là chưa. Khi đi phỏng vấn thì các bạn nên ăn mặc lịch sự để tạo cảm giác thân thiện với lãnh sự, không cần phải ăn mặc quá lòe loẹt và trang điểm quá đậm để thu hút sự chú ý của lãnh sự. Và cuối cùng thì Tho thường hay nghe những cái khách hàng báo lại là rớt visa Mỹ một lần thì mãi mãi sẽ không thể xin lại được visa Mỹ. Thì điều này cũng hoàn toàn không đúng, vì nếu như mình biết được cái vấn đề của mình nằm ở đâu thì mình có thể cải thiện hồ sơ và xin visa Mỹ lại ở những lần sau. Thì theo như kinh nghiệm của Tho thì Tho sẽ hỏi những cái khách hàng mà đã từng rớt visa Mỹ thì viên chức lãnh sự hỏi họ những câu hỏi nào, thì sau đó mình sẽ tập hợp những câu hỏi đó lại thì mình có thể đoán được những cái vấn đề mà mình đang gặp phải và mình cải thiện những cái vấn đề đó thì mình cũng có thể xin lại được ở những lần sau. Hy vọng những thông tin vừa rồi thật sự là hữu ích cho các bạn trong việc chuẩn bị hồ sơ cũng như là chuẩn bị phỏng vấn visa Mỹ. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về hồ sơ cá nhân của các bạn thì các bạn có thể để lại thông tin bên dưới. Và cách nhanh nhất là các bạn có thể gọi điện thoại đến hotline của công ty 028-777-77888 để được nhân viên của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ. Và đừng quên nhấn like, subscribe và theo dõi nhiều hơn những video mà Á Châu chia sẻ đến tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.